Rio Fahmi. Masih Rio. Angkat. Fatur Rahman. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe. Jersey berwarna merah-merah sementara Filipina memakai jersey berwarna biru-biru. Pertandingan akan segera dimulai dan ini adalah line up dari Indonesia. Kita lihat Bung Maruf, tidak ada kejutan di sana. Memang ya, ini adalah tim utama. Ya, ini adalah line up yang nyaman ya. Ada Beckham sebagai Ahmad Ramdan, kemudian Rizky dan tentu saja adalah kapten tim dan adalah pemain di bangku cadangan. Tentunya pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit Rowan Arumugan dari India bersama dengan timnya dan pertandingan akan segera dimulai. Dengan di grup ini tidak terlalu ketat seketat di grup B, Bung Maruf. Iya, ini adalah grup yang cukup nyaman sebenarnya untuk Indonesia ketika hanya bertemu dengan Kamboja, kemudian Myanmar, Filipina dan Timor Leste. Kalau dibandingkan dengan grup B, memang grup B lebih bisa layak. Materikan rumput sintetis saat Indonesia menjadi juara Piala AFF U23 saat itu, Bung Maruf. Iya, dan sekarang sudah bagaimana kemudian persiapan yang sangat baik yang di Fatur Rahman yang memang terlihat tidak terlalu baik tadi penampilan Schroyer. Masih agak sedikit gamang Bung Maruf melihat. Oh, cakep baik tadi Beckham. Marcelo Ferdinand bertengah langsung shooting. Oh, apa yang terjadi? Peluang yang sangat baik sesungguhnya dari Muhammad Fajar Fatur Rahman tadi, Bung Maruf. Rio Fahmi. Masih Rio. Angkat. Fatur Rahman. Membuat Indonesia unggul 3-0 di sisa-sisa waktu babak kedua. Di sisa-sisa pertandingan babak kedua, menerima umpan yang sangat baik dari Rio Fahmi. Satu sentuhan yang sangat ajaib kita lihat dari Fatur Rahman. Langsung menghujam untuk bisa menjebol gawang Quincy Kamerat. Menjadi 3-0 Indonesia, sudah 7 gol Quincy Kamerat dibobol gawang Indonesia di 2 ajang SEA Games di Vietnam dan juga di SEA Games. Mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan untuk tim Indonesia. From as well, Beckham in behind. Beckham has options in the box. Is that a penalty? No, the referee says play on. Scooped across. Hacked away to safety. Rehan. Nice little ball back inside. Fajar completes the route. No one closing. Fajar down. They have been on the front foot for the whole of this encounter. And yet again, Fajar gets another goal. He scored 1 minute into stoppage time in the opening game against the Philippines. And he scored here again. Everybody backed off and allowed in the time and space. No one came to close him down. Look for that bottom corner, pulled the trigger. Didn't need to be asked a second time. Two goals for Fajar in this tournament. Two goals for Marcelino and two goals for Ramadan Sananta. Indonesia are going to take some stopping, let me tell you. Quý vị các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến tiếp theo của bộ môn bóng đá nam ta Phnom Penh. Vậy là trận đấu bắt đầu. Trong hiệp 1 thì các cầu thủ U22 Timor Leste trong trang phục quen thuộc màu đỏ đen sẽ bảo vệ cầu môn phía tay trái hướng theo dõi của Quyền Mồng, rất tự tin giành được tấm huy chương vàng cùng với các cầu thủ U22 Indonesia. Volley rất mạnh. Pha bóng rất nguy hiểm đến từ đôi chân của Rafa Rechman. Huấn luyện Siafri cho rằng là ông không cần tính đối thủ của ông ở bán kết là ai cả, vì nếu muốn giành tấm huy chương vàng tại kỳ SEA Games năm nay thì ông sẽ phải vượt qua tất cả các đội bóng mạnh, trong đó có Việt Nam và cả Thái Lan nữa. Những phát biểu hết sức tự tin của ông Indra Siafri. Đánh được, ôi, không vào. Một đường chuyền nhẹ hơn thì chắc chắn là 2-0 cho các cầu thủ Indonesia rồi. Hiệp thi đấu thứ hai này, pha tạt bóng rất đơn giản và một lần nữa có thể thấy là vị trí của Ricardo, cầu thủ sinh năm 2006 trong đội hình của U22 Timor Leste, đã bị khai thác một cách triệt để tới như thế nào. Chính Ricardo là cầu thủ đã không thể kèm được Ramada trong bàn thua của Timor Leste.
Vẫn là cao thủ Indonesia. Ramadan cơ hội tuyến này. Rahman chân trái 2-0. Bàn thắng thứ 3 của Fajar Rahman tại SEA Games năm nay. Pha xử lý rất hay của số 14 bên phía U22 Indonesia. Thể lực của Timor Leste đã xuống rất nhiều trong trận đấu này rồi. Có thể thấy là trong những tình huống đua tốc độ thì cao thủ Timor Leste đã đuối và họ không thể ngăn cản được đà băng xuống, và ngay cả trong pha bóng phòng ngự này chỉ có 5 cái bóng áo đỏ trong vòng cấm. Mất bóng và không thể lùi về. Với phong độ tốt của mình thì Rafael Rahman đang chiếm được trọn niềm tin của huấn luyện viên trưởng Indra Syafri và liên tiếp được đá chính trong những trận đấu gần đây. Thậm chí dấu ấn của Farai Rashman để lại còn đậm nét hơn Guita Suleiman. Khá hay. Cơi 3-0 rồi. Không vào. Nhưng cuối cùng bàn thắng vẫn được ghi cho cao thủ Indonesia. Hat-trick. Như vậy là bàn thắng thứ 2 của Rashman ở trận đấu này. U22 Timor Leste đã gặp vấn đề rất lớn về nền tảng thể lực và họ đã gần như không thể chịu nổi nữa. Sức ép liên tiếp. Đúng ra phải thua ngay ở nhịp đầu tiên này. Thủ thành Gregino đã rất hay ở pha đặt lòng trước đó của Rickman. Nhưng sau đó các đồng đội của anh thì lại chơi quá dở, không thể hỗ trợ được cho anh trong tình huống phòng ngự tiếp theo.